Các bạn, trong video này chúng ta sẽ thử unbox chiếc test KCX017 bản nâng cấp màu đen. Thì đây là một cái thiết bị test khá là tiện dụng, tại vì bạn có thể test được, nhất là đo được điện áp này, được độ dòng điện và dung lượng pin. Đồng thời bạn có thể test được cái chất lượng của các cái dây cáp micro USB ở đây. Thì đây là chiếc thiết bị test sau khi mà đã mở cái vỏ mạch. Thì cái vỏ mạch của thiết bị được bảo vệ bởi hai cái lẫy để ẩm đây. Vì vậy, cậy cái thiết bị này ra khá là dễ. Bạn chỉ cần là cậy bắt đầu từ phía góc này, sau đó là sử dụng cái đẩy. Bạn đẩy nhẹ thì để cho cái lẫy nó ấn vào trong thì bạn sẽ tháo được cái bóc này ra. Thì cái thiết bị mà mở này thì bạn có thể chế ra từ một cái thẻ SIM điện thoại được. Cắn đẩy dần này, đẩy dần đây ra. Thì thiết bị test này gồm có một màn hình LCD ở phía dưới đây, đây là LED, một nút điều khiển, cổng vào micro USB, cái dây này sẽ là cái dây làm cái đèn nền của bóng LED, nhà LED để chiếu phía dưới đây, cổng ra USB, cái chip điều khiển màn hình ở đây là cái chip của Holitech, nhìn lại. Và cái chip điều khiển chính của nó là cái chip PIC 16LF 193B. Khá là khó nhìn. Thì thiết bị test này nó lấy cả 4 cổng của USB 2 chấm, thấy hai chân data. Đen và xanh. Rồi là hai chân nguồn ở đây. Như vậy cái thiết bị test này đều có thể, ngoài truyền điện thì nó có thể truyền được data, như vậy nó hỗ trợ được cả QuickTrack 2 và QuickTrack 3. Giá tối đa của cái thiết bị test này sẽ là 15V. Như này thì nó có một cái nữa. Đây rồi. 293203 GRC. Chip ở đây. Khá là khó nhìn. 293103 RC. Rồi là R025. Nhưng cái thiết bị test này nhìn khá là đơn giản, khá tiện dụng. Cái thiết bị test của tôi hiện tại thì đang bị cháy cái đèn nền, vì vậy mà nó khá là khó nhìn chữ. Bị chết cái đèn nền. Nếu mà nhìn nghiêng thì chúng ta vẫn nhìn ra số, tuy nhiên là nếu mà nhìn thẳng thì các bạn sẽ không thể nào nhìn được. Do cái đèn nền LED ở phía dưới nó có vấn đề. Thiết bị test khi mà cái đèn nền mà hoạt động tốt thì bạn sẽ thấy rõ chữ, và nếu không thì đèn nền chết thì bạn sẽ chỉ thấy là các cái chữ mờ ở đây không hiện sáng được, do cái đèn bóng bóng đèn LED ở phía dưới này nó bị chết. Cái này tôi sẽ sửa lại sau. Đây là cái phím điều khiển, nó phía bên trên này. Thì để cho cái thiết bị này, nếu mà bạn muốn chế cái thiết bị này thì bạn có thể cắt cái dây này, cắt dây cổng USB và bạn có thể nối ngắn lại, hoặc là bạn có thể hàn trực tiếp vào cái cổng này để hạn chế cái điện trở dây dẫn. Thì cái thiết bị KCX017 nó một điểm dở, đó là vì có cái dây USB nó dài này nên khi bạn đo ở cái dòng lớn thì cái điện trở tiếp xúc của nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái dòng, nhất là khi bạn đo ở dòng lớn nó sẽ gây tụt áp. Dòng lớn thì cái điện trở này nó sẽ gây ra tụt áp khoảng độ 0,2, 0,3V gì đấy. Như vậy khi mà các bạn đo dòng lớn bạn sẽ phải tự căn chỉnh. Nếu các bạn đo chỉ ở dòng khoảng độ 1 hoặc 1,5A không vấn đề gì cả. Nhưng mà khi mà bạn dòng ở 2 hoặc 2,5A, thậm chí là 3A thì cái đấy sẽ gây ra một cái vấn đề về độ chính xác của thiết bị. Thường khi các bạn đo sạc pin thì thường người ta hay cắt cái dây này và đấu thẳng nó vào, đấu thẳng dây nguồn vào, hoặc là hàn với cái dây mà có cái lõi nó to hơn ở cái hàn cái dây lõi to hơn ở hai cái cổng điện áp vào cực dương và cực âm ở đây.
Mặc dù cái dây của cái thiết bị này loại cũng khá là to rồi, tuy nhiên là người ta vẫn sử dụng cái dây mà lớn hơn, và hai là rút ngắn cái kích thước của dây này để hạn chế cái điện trở của dây. Thiết bị khá là rẻ và có cái độ tin cậy chấp nhận được khi mà các bạn muốn test các cái thiết bị, ví dụ như là pin dự phòng, dây cáp và test đo cái dung lượng của điện thoại, của pin điện thoại, hoặc là đo dung lượng của pin dự phòng. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.